Suốt từ đêm 2 tháng 1 đến khoảng 8 giờ sáng 3 tháng 1, lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ để có thể đưa bé trai 10 tuổi lên mặt đất sau 4 ngày bị kẹt trong trụ bê tông rộng 25cm sâu 35m tại công trình xây dựng cầu Trục Sen, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, trong suốt đêm qua, đội cứu hộ đã hàn ống vách xuyên đêm, sau đó tiến hành đóng đoạn ống vách thép xuống mặt đất, vị trí nằm bao bọc bên ngoài cột bê tông nơi bé trai bị kẹt lại. Đoạn ống vách có chiều dài 19m, đường kính 1,5m, được nhiều thiết bị phương tiện hỗ trợ đóng xuống mặt đất. Hiện lực lượng cứu nạn cứu hộ đang tiếp tục sử dụng nhiều thiết bị phương tiện chuyên dụng để tiến hành cứu hộ kịp thời trong thời gian càng sớm càng tốt.